Chào mừng anh chị đến với Thiên Đường Nha Trang. Bạn chờ đợi điều gì từ Thế vận hội mới của thị trường bất động sản? Nhà đầu tư đã sẵn sàng trở lại cuộc đua đón sóng mới. Các chuyên gia bất động sản đã chỉ ra rằng năm 2024 được xem là năm điểm nhấn của thị trường bất động sản khi chính thức bước vào chu kỳ mới với những chuyển biến tích cực. Ban hành luật nhà, đất và kinh doanh bất động sản mới hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024. Vì thế đây là thời điểm thích hợp để thị trường bất động sản Việt Nam đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý hơn khi dòng tiền với thu nhập ổn định từ cho thuê và lợi nhuận tăng giá tài sản đang trở thành xu hướng hấp dẫn với nhà đầu tư. Sự dịch chuyển hành vi từ mua căn hộ để ở chờ tăng giá sang việc mua cho thuê để tạo dòng tiền bắt nguồn từ nhu cầu thực của thị trường. Theo số liệu đã thống kê tại Singapore, trên 70% dự án bất động sản tạo ra dòng tiền, nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ này chỉ là 15%. Vậy nên sức nóng của thị trường và nhu cầu sử dụng căn hộ dịch vụ gia tăng đang tạo ra ảnh hưởng trực tiếp lên giá thuê. Đón đầu xu hướng chung, Libera Nha Trang chính thức ra mắt siêu phẩm đầu tư dòng tiền có 102 trên thị trường. Những lý do nhà đầu tư không thể bỏ qua: tài sản nằm trong quần thể 5 đến 6 sao, chủ đầu tư cam kết thuê lại 6% trong 2 năm, đảm bảo dòng tiền đều đặn, bàn giao full nội thất cho thuê ngày, nằm trong phân khúc giá đã tuyệt chủng trên thị trường. Vậy dòng tiền và tiềm năng đầu tư sẽ như thế nào? Là một bài toán với căn hộ biển Libera Nha Trang giá 1,32 tỷ đồng, đã bao gồm VAT, khi vốn tự có ban đầu chỉ 30%, tương đương 398 triệu đồng. Ngân hàng cho vay 70% cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% một năm sau nhận nhà. Tại thời điểm nhận nhà năm 2026, chủ sở hữu có thể lựa chọn chính sách cam kết thuê lại của chủ đầu tư 6% một năm trong 2 năm, tương đương 80 triệu đồng một năm. Kết hợp chính sách hỗ trợ lãi suất 0% một năm sau nhận nhà và cam kết thuê lại 6% một năm trong 2 năm, có thể thấy giai đoạn từ 2026-2027, chủ sở hữu không cần phải đóng bất kỳ khoản lãi nào. Trong khi năm 2026, chủ sở hữu đã nhận được khoản tiền lời từ cam kết thuê lại của chủ đầu tư với số tiền khoảng 80 triệu đồng một năm, hoàn toàn có thể sử dụng khoản tiền này thực hiện đóng lãi cho giai đoạn 2027-2028. Tương tự, khoản tiền nhận được từ cam kết thuê lại của năm 2027 sẽ được dùng để đóng lãi cho giai đoạn 2028-2029. Tổng quan bức tranh bài toán dòng tiền, có thể thấy chỉ từ 398 triệu để có thể sở hữu căn hộ biển nội đô thành phố Nha Trang đầy đủ tiện nghi, bàn giao full nội thất như khách sạn 5 sao. Cùng hướng đến thời điểm bàn giao nhà và sự bứt phá của Nha Trang năm 2028 để thấy được những mốc son đáng chú ý của dự án. Năm 2028, Libera Nha Trang 44 hectare đã đi vào vận hành ổn định toàn dự án. Đây cũng là thời điểm sẵn sàng đón lượng khách du lịch khổng lồ đến Nha Trang. Với hàng loạt thương hiệu vận hành khách sạn đẳng cấp quốc tế, hơn 100 tiện ích all-in-one vận hành. Năm 2028, sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, mở ra một chu kỳ mới của du lịch Việt Nam, tháo gỡ nút thắt cổ chai, đón 25 triệu lượt khách du lịch đến với Việt Nam. Và Nha Trang sẽ là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của mọi du khách. Năm 2028, tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột Nha Trang Đà Lạt Nha Trang Cầu Xe rút ngắn thời gian kết nối giữa Nha Trang và Tây Nguyên chỉ trên dưới 2 giờ đồng hồ. Thời điểm vàng đón đầu bất động sản Nha Trang tăng giá đỉnh điểm khi Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc trung ương năm 2030. Hơn lúc nào hết, đây chính là thời cơ để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội qua cung nhịp bứt phá ngoạn mục của toàn thị trường bất động sản Nha Trang để đón vận hội mới. Libera Nha Trang, siêu phẩm bất động sản giao tiền năm 2024.